quý vị đại biểu. Và em xin giới thiệu bài hát của mình, đó là bài Tình Yêu Diệu Kỳ. Và bài hát này em cũng muốn gửi đến tất cả quý vị. Chẳng bao giờ để xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua. Chúng ta vì là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ để xa nhau dù cho bao. Để Hải Đăng là một mái nhà, đồng thời là một sân chơi thật sinh động cho các bạn trẻ.